Ok và hello anh em, chào mình em quay trở lại với channel của mình là Thái Di đây. Tiếp tục với series là chuyện kho báu ta đến đây nha anh em ơi. Mình sẽ kéo cái này xuống cái nó hơi bị co tí. Thì hôm nay lại có cốt mới anh em nhá. Cốt mới thì anh em hãy làm theo các bước sau, anh em sẽ vào trong cái fanpage là kho báu ta đến đây và anh em kéo xuống dưới này. Có một cái bài đó chính là anh em hãy like cũng như là comment chữ kho báu thành công và sẽ có một cái tin nhắn gửi cho anh em luôn. Anh em bấm vào nhận thưởng này. Đấy, đợi tí là sẽ gửi tặng code cho chúng ta. Đấy, kìa. Ai cũng sẽ có nhá, không cần phải là fan cứng đâu. Chỉ cần là người bình thường thôi. Rồi, chúng ta ấn vào đây, ấn vào cài đặt, ấn vào đổi quà, ấn vào mã chính này. Đến rồi. Đấy, nhận thành công rồi anh em ơi. Tôi sẽ có quà gì nào anh em? Cùng xem nhé. Ấn vào thành phố, ấn vào thư. Phần thưởng xếp hạng, gift code chúc mừng này, 7 giây trước này anh em ơi. Đấy, chúng ta được thêm 5 cái cốc bia, 300 game. Cũng được rồi anh em ạ. Ok, con dê luôn. Đấy, hợp lý chưa? Đây có thư gì nữa? Thông báo quán quân. Cái gì đây? Ok, cái này tí sau nha anh em. Tôi có thể nâng cấp mảnh Luffy New World. Chúng ta sẽ vượt ải cốt truyện 50 lần. Chiến dịch. Nhận thưởng này đã. Tại vì mình offline anh em. Cho nhận rất là nhiều, lên được mấy cấp ấy. Đây được mấy cấp độ anh em ạ. Đấy cấp 22 luôn. Mình sẽ đi thử quay thưởng xem được cái gì không nhé. Đảm bảo truy nã này, wanted này, săn vé nạp này, nhiều lắm. Đại hải trình. Cái nào để quay nhỉ? Đảo hải tặc. Chỗ nào để quay ta? Cửa hàng đấu trường. Cộng hưởng thao thí luyện phụ bản, truy nã thương nhân, truy nã tầm bảo, chiến trường tiệm rèn. Tôi cứ đi vượt ải trước á. Ông này cũng là S cộng anh em nhá, SSR cộng. Đấy, cũng rất là ngon. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng chỉ để như thế này thôi, không thể để thêm được. Búp X2 đập nó. Đúng rồi, có khiêng. Ok, ngày 3 nhận được con gì nhỉ? Mình vào xem nhận quà được cái gì ha. Bây giờ team nó khá khỏe nha anh em, nhưng mà đi map vẫn ổn. Tại mình đi map vẫn ok con dê luôn. Chúng ta sẽ nhận cái này luôn này. Đó, chúng ta sẽ quay lại, ấn vào thành phố, ấn vào đăng nhập, nhận ngay 10 dương. Cái này phải mua bằng tiền anh em nhá. Tôi muốn quay thì ở đâu nhỉ? Quỹ siêu giá trị đại hải trình này. Cái này nhận thôi. Nhận thêm game thôi. Ngày 2 này, cái này xong rồi này. Quả phúc lợi cái này có thể mua bốn cái này bằng giá là 500 game, khá là rẻ nhờ. Ngày 3 mua mảnh, ngày 2 mua mảnh chopper. Okay, tôi sẽ mua cái này đi. Mua cái này 3.000 nè. Mảnh tướng 5 sao hệ nước anh em ạ. Tôi quên mất là cái chỗ nào để có thể quay ấy nhờ. Tầm bảo à? Tầm bảo là chỉ ấy thôi, chỉ có quay thưởng thôi anh em. Truy nã. Truy nã anh em quên mất. Miễn phí truy nã này, cao cấp này. Ok, mở bia. Tôi có được X10 đây anh em ạ. Được thằng Sura, tôi có thêm 22 lần nữa. Truy nã X10. Rồi ok, let's go. Tôi có hai tướng phát sáng. Đầu tiên là con gì? SSR cộng, được chứ là Nami New World. Hay, trông được đấy. Nami New World. Tiếp theo người ta sẽ có SSR là Cavendish ạ. SSR cộng kìa, được chứ là Nami New World. Ngon. Tân thế giới, Nami tân thế giới anh em. Đại hải trình. Ui. Vai. Sơ cấp. Cao cấp này mới là ngon này anh em. À đúng rồi, mình phải kết bạn với anh em nhỉ. Bạn bè này. Có đâu, có lời mời không? Có ai đâu? Có anh em là kết bạn với mình đâu? Anh em phải kết bạn với mình thì mình mới được chứ, đúng không? Rồi chúng ta có thêm Nami New World. Nhưng mà thay ai bây giờ? Sổ tay này. Đây là anh hùng. Đây là cái hệ gì đấy? Nó phân chia cho từng cái đội hình anh em ạ. Đội hình nào là đấu tướng đại hải chiến. Chúng ta có 7 trận nhanh này. Mình nghĩ là sang xem
7 trận nhanh như này là hợp lý nhất hiện tại này anh em. Cho Jin Bi lên đầu à? Vấn đề là mình sẽ cho Nami New World vào kiểu gì, cho vào đâu? Tôi có Nami New World này nhưng mà không biết là sẽ cho vào đâu bây giờ. Nami New World build đội hình như thế nào nó là sẽ hợp lý nhất nhỉ? Tôi đang suy nghĩ, thôi kệ cứ đi ấy đã, đi chiến dịch đã, tính sau. Nami New World mới anh em ạ, tôi lên mạng tôi tìm một cách để build đội hình nha anh em đợi tôi xíu ha. Ok. Kho báu. Ta đến đây. Build đội hình. Đấy, xem có cái build đội hình nào nó tối ưu nhất mà chúng ta có thể là build thế nào. Tấn công nó lên nha. Đập nó ngay. Có build đội hình dành cho tân thủ anh em. Kho báu à. Đang suy nghĩ là xem nên build đội hình như thế nào luôn. 23 này. Anh em cứ đánh nhiều cái này vào là sẽ được thôi. Để tự đánh anh em à. Đội hình nào là sẽ hợp lý nhỉ? Búp X2 luôn. Bắn trưởng. Úi xồi. Như thế này này bạn ơi, như thế này. Đánh hàng Buggy luôn. Chắc là vẫn sẽ nâng cho Luffy à. Hoặc là mình sẽ xem đội hình của những top team ấy, họ sẽ dùng con gì thì mình sẽ dùng con đấy anh em. Bây giờ khó lắm, chẳng biết là sẽ dùng con gì cả. Nhưng mà vào trong top team xem họ dùng con gì thì mình sẽ chơi con đấy kèm thôi. Rồi cứ đi map đã. Hiện tại đi map vẫn đang ổn. Chúng ta có thể đánh nốt trận này để vào trong kia để xem họ build đội hình gì nhé. Áp dụng vào đội hình của mình là được. Thập tự. Gì ấy? Thằng này có quả đào trông khá đẹp. Xác nhận rồi anh em. Quả online này. Nhận thêm. Ôi 5 là 5 bia nữa. Nhận này. Ôi. Quả online này bao giờ? 35 phút nữa kìa. 35 phút nữa. Được thằng Sanji anh em ạ. Không phải là quá ngon lắm. Chúng ta vào trong thành phố, vào trong đấu trường. Tôi xem top bảng xếp hạng, thưởng xếp hạng, lịch sử 7 trận cửa hàng. Một không thấy bảng xếp hạng đâu nhỉ. Level 28 này. Không được chiến yếu hết. 11.000. Yếu quá nhỉ, team mấy team này yếu quá. Mình khỏe vãi cả đạn luôn. Ủa sao mấy thanh niên này yếu thế. Tommy Chua ấy bắt đầu sẽ cũng chẳng mạnh hơn tí nào luôn anh em. Mình không biết là cái bảng xếp hạng của họ là ở đâu nhỉ. Thôi cứ đánh đi, cứ khiêu chiến đây đi, tại vì còn lượt miễn phí mà. Mấy thanh niên này yếu quá. Thế nâng cấp cho Luffy, chắc là nâng cấp cho Luffy trước anh em nhỉ, xong rồi thì tính sau. Xác nhận này, miễn phí 32.000 ạ. Thì mạnh đấy. Mắt diều hâu này, ông này này, VV này, chỉ đánh 3 con thôi, sợ thật. Được đấy chứ nhỉ. Đấy là tùy từng người. Miễn phí nhưng mà kiểu chúng ta nên dồn cho một con đấy. Nó thật mạnh anh em. Mình nghĩ là thế, mình đánh những thanh niên yếu yếu thôi. Thanh niên kia nó khỏe quá, đấm cho như con luôn. Mắt diều hâu chắc là ngon. Theo mình nghĩ đoán mắt rồi hầu sẽ ngon. 18, 25, 29, level 18 này. Marco này, 55 này. Cái này sẽ nâng đều này anh em. Nên thế này nâng khá đều. Cho hết vé rồi. Đấy, đây này. Bảng xếp hạng top 1 này anh em. Mình không xem được nhỉ. Không xem được cái bảng xếp hạng nhỉ. Đại chiến này chưa có luôn, vòng loại tôi không xem được cái đội hình để mình copy đội hình nhỉ. Nhận thành công mấy cái này ngưỡng mộ kiểu thả tim đấy anh em, kiểu đấy.
đại kiếm sĩ mắt diều hâu dĩ nhiên sẽ rất là khỏe rồi anh em ạ. Nào một củ được đại kiếm sĩ mắt diều hâu, nào bắt đầu được thêm anh chàng hỏa quyền ace, chứ cái này chờ nhận anh em phải đặt level 30 cơ. Săn vé nạp hạn giờ, đấu quán quân có ưu đãi phúc lợi, xem có gì không. 200 game, ok, 200 game nạp thẻ. Sự kiện, sự kiện diễn ra vượt giới hạn thử thách máy chủ đến ngày này. À, cái này vượt ải anh em ơi. Khiêu chiến sẽ nhận được thêm thùng bia. Tội gì mà ui 80 á. 80 nó vả cho như con đó. Nhưng mà nó yếu mà. Con này level yếu anh em. Con này level 100 à. Đù. Thế mình sẽ phải nâng cấp thêm Luffy của mình lên. Luffy hoặc Lo, một trong hai thằng. Luffy thì nhiều người nâng quá nhỉ. Nhưng sau mà có tẩy được tẩy điểm không anh em nhỉ? Sao lại có tẩy được điểm không? Có thể đấy. 60, nhưng mà thằng Lo đang là 60 kìa. Anh hùng. Thằng nào là mạnh nhất của mình? Thằng Lo đang là 1471 công, học giả, mù và thiêu đốt này. Học giả, giam cầm và giảm công này. Phòng hộ đây là tăng cơ này anh em. Phòng hộ hồi phục kích này. Tận 3 phòng hộ cơ. Học giả, đánh nhóm và phản đòn. Chứ phải kết hợp kiểu con gì với con gì chứ nhỉ. Đội hình đây thì tôi chẳng biết là con nào mạnh. Top đầu là mạnh à. Chiến binh này. SSR đây, những con này chắc là mạnh này. Mắt diều hâu này. Cái đỏ này là mạnh này anh em, tôi nghĩ là đỏ là mạnh. Đỏ là mạnh nhất rồi. New World, Luffy New World. Ace đỏ nhỏ này, không mạnh bằng đâu, thế mình nghĩ là thế. Luffy Wano tóc đỏ này. Monkey D Gap này, sao không ai chơi Monkey D Gap nhỉ? Monkey D Gap ngon mà. Phòng hộ. Có phải là càng sao đỏ này càng sao to này là càng khỏe không ta? Thế thì Monkey D Gap là khỏe nhất trong này à? Trong cái hộ kìa. Khó hiểu thật. Ok, tôi cứ nâng thằng Luffy hoặc thằng Lo các thứ đi. 420 mấy. Tăng bậc đi anh em, kệ nó. Tính sau nha. Ôi, 500. 500 luôn. 500 thì đánh kiểu gì? 500 thì đánh kiểu gì đây? Nâng cho bọn này cho nó lên à. Tăng cấp lên à. Xong rồi mặc trang bị ngon hơn này. Ok. Đấy, xong nâng cấp mấy thằng Tesoro các kiểu đà điểu lên này. Kiểu là nâng đều anh em ơi. Nâng đều lên chắc là sẽ khỏe. Theo tôi đoán là chắc là sẽ khỏe. Mặc đồ nhanh này. Đấy, như thế đấy. Ok. Nhiệm vụ còn đầy nhiệm vụ đây. Đang có sự kiện đúng không anh em? Sự kiện này vào ngay để đập cái này luôn. Nhận được khá nhiều game, thưởng tầng 5 được thêm mấy đấy, được thêm bia đấy anh em ơi. Đánh luôn anh em ơi. Đội hình này không nói là quá khỏe nhưng mà đánh tạm cũng được. Bắt đầu nó lên nó trầu anh em. Lên nó khỏe đấy. Toàn 80 100, nhưng bọn này không phải là bọn SSR cộng. Kiêng chống mình có tận 3 con nhưng mà cho Luffy phía dưới nhá. Luffy là học giả nên cho phía dưới. Cho những con tăng cơ lên này. Cho Jinbi hoặc là cho Tesoro lên là hợp lý, cho Luffy xuống dưới anh em. Luffy em bị ăn đấm kinh quá. Cho thằng Jinbi lên anh em. Nứt toác để cho Luffy đấy ăn đòn rồi. Cái không bỏ qua nhỉ. Choáng. Phải thế. Châu dê. Kim cương này. Đội hình của chúng ta sẽ cho Jinbi lên trước như này là đẹp. 44.000 thì mới đủ cơ anh em ạ. Không đủ lực chiến để mà chúng ta tiếp tục đập được. Tầng 5 mới vượt được cái lực cái này cơ.
Khó nha. Cấp 25 mới mở này. Chiến hạm này. Ok, nhận thêm game anh em ơi. Mua thương nhân 3 lần. 10.000 này. Vật phẩm được bán hết rồi anh em ạ. Không thể mua được. Làm mới đi. Có nào mua bằng tiền thì mua ha. Mua bằng vàng thì mua ha. 150 game cho một cái này trừ 40% mua luôn. 150 này. Trừ 40% là rẻ đấy. Xúc luôn là gì nữa. Làm mới. Không có cái bia ta cần nhỉ. Bia bùng không có luôn. Đây, ok. Tôi cần 10 cái để có thể truy nã thêm một lần nữa anh em ơi. Rồi, thêm game. Nhận này. Vượt ải này. Tham gia phụ bản quân đoàn tháp thí luyện. Và thí luyện được thưởng. Được thưởng tóc đỏ, truy nã miễn phí một lần. Hãy thử 2.000 game truy nã tóc đỏ không anh em. Well, truy nã 10 lần có cơ hội sẽ nhận được ông này. Hạn giờ. Đăng nhập. Ok. Tóc đỏ ngon đấy anh em. X10 xem nào. Tóc đỏ ra xem nào. Xin tóc đỏ. Mẹ nó. Ồ. Còn 5 sao. Khó lắm anh em. Thật. Tôi thề với anh em là cực kỳ khó ra thanh niên đấy luôn. 20. Khó thế. Upload tầng 3. Đại hải trình. Tôi nghĩ nên để mua bia bủng một thứ thì nó sẽ hợp lý hơn à. Hòa phúc lợi ngày 2. Truy nã. Nhận được có một mảnh của mắt tiểu hâu thôi anh em ạ. Không phải nhiều đâu. 240 leo tháp. Quà phúc lợi. Quà nửa giá. Mua xong rồi. 3.000 sẽ được luôn một con tướng mảnh 5 sao. 50 mảnh 5 sao hệ nước anh em ơi. Tôi đang muốn truy nã quá. Nó random anh em ơi. Tôi có 6 thùng bia thì không đủ. Thế nhỉ. Tôi cần thêm 4 nữa thì không biết là đào ra 4 cái được. Mình có 3 cái thùng nguyên tố. Truy nã cấp cao này. Hảo hữu này. Sơ cấp này. Cái thùng nguyên tố ấy, chưa mổ ở đâu nhỉ. Đội hình tiến cử này. À đây cho có thể xem để đề xuất cho người mới châu này. Ban đầu này. Mình chỉ có đủ các đội hình này. Đây có đội hình tiến cử của anh em nhé. Em cái hòm này. Cho còn cái gì nữa không? Đăng nhập ngày mai nhận được trang bị cam. Được rồi, tính sau mấy cái đấy đi. Ok nha anh em, xin chào và hẹn lại anh em nhé. Tôi sẽ thử nốt 10 lần tóc đỏ. Không được thì thôi mà. Chắc chắn là như vậy. Không được thì thôi. Đây, tóc đỏ. Tóc đỏ. Vai cả SSR. Oh my god. Không được tóc đỏ luôn.